thấy vợ bán buôn cực khổ mà giờ vẫn còn đi biển nghỉ thôi. Sao không? Tại tuổi vợ bà không lo được gì cho cô vợ. Tại tuổi vợ bà không lo được gì cho cô vợ. Xịt rủi quá. Thấy vợ tội quá không à? Tại nó buồn bán ngày có mấy chục ngàn, tao có làm gì phụ chứ. Tại sao em không làm phụ? Chính phủ mà nói tới nó lùi ở trên, nó phá tới quá lùi vậy. Tức là em kể là cái câu chuyện là em đi biển rồi, em bị cái gì? Đi biển rồi cái tự nhiên cái nghe người ta nói chuyện dẫn dẫn lâu tai vậy, nghe lớn lắm. Rồi cái tàu mấy gian ghe vô kia tài công á, nói ôi sao mà tôi kỳ quá à, con người tôi khó chịu quá, bực bội. Mà nói chuyện gì không mà hai người đàn bà nói chuyện suốt vậy đó.